Tại sao linh hồn đã chết rất là lâu rồi mà lại không đi siêu thoát? Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Thì cũng như mấy ngày hôm nay mình cũng có live stream cùng với mọi người. Và cũng như cái live stream mà hôm cách đây cũng đã rất là lâu, từ lúc đầu mùa dịch tới bây giờ mọi người, mình không có ngủ ở lại ngôi chùa quan này, vì mình đi về phòng trọ, mình ở với nhóc Bin. Đó là mấy ngày hôm nay từ khi cái chuyện của ông Hùng xảy ra thì mình đã quay về ngôi chùa quan này để ngủ. Thì tại sao mình lại quay về đây mọi người? Vì mình sợ lỡ may mắn á, cái linh hồn của ông Hùng thoát ra được sẽ đi về đây để tìm mình. Nhưng mà nếu như mà không có mình ở đây thì rất là khó cho ông Hùng mọi người ạ. Cho nên mình đã dời về ngôi chùa quan này để ngủ lại. Và trong lúc mà đợi cái la bàn về để mình tìm lại những linh hồn của ông Hùng và vợ của ông Hùng, cái người đàn bà không đầu đó mọi người, thì mình quyết định hôm nay mình sẽ làm một nghi thức gọi hồn cái ngôi mộ ở kế bên ngôi mộ của ông Hùng. Ngôi mộ đã được thành lập ở năm 1955 và hưởng dương 90 tuổi. Thì mình nghĩ là cái cụ đó rất là rành về những chuyện đã xảy ra ở bên trong ngôi chùa này. Và mình cần gọi là biết thêm thông tin, cho nên là gọi hồn của cụ này lên để mình tìm thêm thông tin về ông thầy Trung và cũng như là vợ chồng của ông Hùng mọi người ạ. Và tối nay mình sẽ đem hình nộm rơm để đi ra ngôi mộ đó và thực hiện một nghi thức ký gửi linh hồn vào bên trong của hình nộm rơm này, và bắt đầu mình đem vào bên trong bài vị này nè mọi người, để mình thực hiện một nghi thức gọi hồn và khai khẩu để hỏi thông tin. Tại sao mình không làm ở ngoài mà lại đi ra ngoài đó ký gửi linh hồn và đem vào trong đây? Tại vì mọi người biết á, hiện tại bây giờ nếu như làm ở ngoài đó mà thật sự cụ này biết nhiều thông tin thì mình sợ rất là nguy hiểm cho cụ này mọi người á. Cho nên là bây giờ mình sẽ ký gửi vào con hình nộm rơm này và đem vào trong đây để làm. Đó, thì trong đây mình nói chuyện thì mọi người yên tâm đi, vì tất cả những cửa sổ, những cửa chính mình đã dán bùa lại hết mọi người. Không có một cái thế lực nào ở ngoài có thể nghe được mình nói chuyện vào lúc này đâu. Ok, thì trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh và hãy nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nha. Còn bây giờ thì cùng nhau đợi tới tối nay và bắt đầu nha mọi người. Ok, mời tất cả mọi người cùng đón xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây chính là cái ngôi mộ đó đây mọi người ạ. Thì ngôi mộ ở bên phía bên kia đó là của ông Hùng. Và còn đây chính là cái ngôi mộ của... À, ngôi mộ này họ Trần mọi người ạ, chứ không phải là họ Phạm. Trần Văn Xương được lập ở năm 1955 và hưởng dương 90 tuổi. Đó, hưởng dương 90 tuổi mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đặt máy ở đây nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức ký gửi linh hồn nha mọi người nha. Đây chính là những dụng cụ cần thiết của mình mọi người.
Ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ đem cái hình ông rơm mà đi vào bên trong mọi người. Thì mình nghĩ là cái nghi thức gọi là ký gửi linh hồn của mình đã thành công rồi mọi người. Bây giờ nếu như thành công, mình đi vào bên trong, mình sẽ gọi hồn được cái linh hồn này lên. Do nó tiện một điều nữa là tại trên bia mộ có khắc đầy đủ tên tuổi đó mọi người, cho nên là mình cũng rất là dễ để mà thực hiện nghi thức ký gửi linh hồn lần này mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong nha. Ok mọi người, thì hiện tại mình đã vào bên trong bài vị rồi mọi người. Và bây giờ mình hy vọng là lúc nãy nghi thức ký gửi linh hồn thành công để mình có thể gọi hồn cái cụ này lên mọi người ạ. Ok, thì đầu tiên vô đây thì mình có thể nói chuyện thoải mái rồi mọi người. Ở ngoài kia mình nói chuyện thì mình sợ người ta nghe lén, cũng như trong livestream mình có nói với mọi người đó. Đầu tiên bây giờ mình sẽ tháo một cây hương này ra, mình để lên cái tháp văn xương mọi người. Một tin vui à mọi người, đèn lưu ly đã đổi màu, có nghĩa là đã có vong linh ở đây. Thank you.
Tôi xin chào linh hồn. Linh hồn đã có mặt ở đây hay chưa? Linh hồn, cho tôi hỏi, linh hồn có phải tên Trần Văn Sương không? Tôi có một số chuyện định hỏi linh hồn. Linh hồn sẵn sàng trả lời tôi chứ? Linh hồn ở đây, linh hồn có biết ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1930 ở tại ngôi chùa này hay không? Vậy linh hồn có biết ông Phạm Văn Trung không? Vậy linh hồn không có phải là từng ở ngôi chùa này sao? Thì ra là linh hồn ở chỗ khác đưa tới, ở đây chôn. Tại sao linh hồn đã chết rất là lâu rồi mà lại không đi siêu thoát? Vậy linh hồn có muốn tôi giúp linh hồn không? Được. Vậy tôi sẽ cho linh hồn thời gian. Tôi cảm ơn linh hồn đã trả lời những câu hỏi của tôi. Vậy linh hồn hãy đi vào bên trong con hình nộm rơm này để tôi đem linh hồn ra bia mộ của linh hồn nhé. Mọi người ơi, linh hồn này là chết ở nơi khác rồi đưa tới cái ngôi chùa này chôn mọi người ơi, chứ không phải là người ở bên trong ngôi chùa này. Và cũng như mọi người đã nghe cái linh hồn đó nói đó, là do là bây giờ cần về để tạm biệt người nhà, thì mình không biết là tạm biệt bằng cách nào nữa mọi người, mà nghe nó ớn quá, chắc có thể là báo mộng hay là cái gì đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ đem, mình trả linh hồn này về cái bia mộ lúc nãy mà mình đã ký gửi linh hồn này. Thật sự thì linh hồn này không biết thông tin gì về ông Hùng và cũng như ông thầy Trung hết mọi người, vì ở nơi khác người ta đem tới đây người ta chôn chứ không phải là ở trong đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ đem linh hồn này ra để mà mình gửi lại ở bia mộ đó, và có thể ngày mai mình sẽ ra đây mình cúng cho linh hồn này. Mình nghe cái giọng thều thào nghe có vẻ đói khát lắm mọi người ạ. Đó, thì ngày mai mình sẽ đi ra đây để mình cúng cho linh hồn này. Và một ngày không xa, mình sẽ giúp linh hồn này đi siêu thoát mọi người ạ. Ok, thì bây giờ mình xin phép mọi người mình được đi ra phía ngoài để mà gửi lại linh hồn này nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem cái video này của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau nha. Thì có thể là ngày mai là cái la bàn về rồi mọi người ạ. Ok, mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mình hy vọng mọi người hãy nhớ like video và cũng như là đăng ký kênh để mà giúp cho mình có thêm động lực để mà ra những video hay hơn nha mọi người. Mọi người hãy nhớ ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nha. Ok, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đem linh hồn mình đi ra ngoài lại mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau. Bye bye.